Và tiếp theo chương trình, xin kính mời quý thầy cô tiếp tục nghe phần giới thiệu của Phó sư tiến sĩ Hồ Đắc Sơn. Thầy nguyên là trưởng khoa giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy là tổng chủ biên kiêm chủ biên sách giáo khoa giáo dục thể chất 1 và thầy cũng là chủ biên sách giáo khoa giáo dục thể chất lớp 2, 6 và 7 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Dạ xin trân trọng kính mời thầy ạ. Kính chào quý thầy cô. Trước hết cho phép tôi được thay mặt tập thể tác giả cuốn sách giáo khoa môn học dục thể chất lớp 8 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gửi đến quý thầy cô lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Sau đây xin phép tôi được giới thiệu cuốn sách giáo khoa môn học dục thể chất lớp 8 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cuốn sách được biên soạn với sự tham gia của 8 tác giả, trong đó tổng chủ biên là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Quyết, chủ biên là phó giáo sư tiến sĩ Hồ Đắc Sơn và 6 tác giả bao gồm tiến sĩ Vũ Tuấn Anh, tiến sĩ Nguyễn Xuân Đoàn, tiến sĩ Nguyễn Thị Hà, phó giáo sư tiến sĩ Lê Trường Sơn Chiến Hà, thạc sĩ Trần Mạnh Hùng và tiến sĩ Nguyễn Thành Trung. Nội dung giới thiệu cuốn sách của tôi được trình bày bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là những điểm mới trong công tác giáo dục thể chất trường học theo chương trình 2018. Thứ hai là những điểm mới về cấu trúc sách, cấu trúc bài học. Thứ ba là những điểm mới, những điểm nổi bật về nội dung của sách. Và thứ tư là tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học môn giáo dục thể chất. Sau đây tôi xin phép được đi vào vấn đề thứ nhất là những điểm mới trong công tác giáo dục thể chất trường học theo chương trình 2018. Ở phần này tôi xin trình bày một cách khái quát và ngắn gọn hai vấn đề. Một là định hướng về hoạt động dạy và học, hai là những đổi mới trong công tác tổ chức hoạt động dạy và học. Về định hướng hoạt động dạy và học, thì qua quá trình tiếp cận với chương trình giáo dục nói chung và chương trình giáo dục thể chất nói riêng, quý thầy cô cũng đã nắm được những nét cơ bản của cái định hướng trong hoạt động dạy và học. Đó là dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm, thực hiện chuyển quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Giáo viên là người thiết kế, tổ chức, cố vấn, trọng tài và hướng dẫn hoạt động luyện tập cho học sinh. Giáo viên và nhà trường có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo môi trường thân thiện để khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, tự mình trải nghiệm, tự phát triển bản thân và phát triển thể chất. Có thể nói, những nội dung nêu trên không chỉ là căn cứ pháp lý, là cơ sở khoa học, mà còn là những định hướng mang tính sư phạm cho tập thể tác giả lựa chọn và thiết kế nội dung trong quá trình biên soạn sách. Về vấn đề thứ hai là những đổi mới trong hoạt động dạy và học. Cái điều đầu tiên dễ thấy đó là cuốn sách giáo khoa môn học giáo dục thể chất ra đời. Như quý thầy cô đã biết, từ năm 1963 đến năm 2018, 55 năm môn học giáo dục thể chất có trong chương trình của giáo dục phổ thông, nhưng cũng là môn học duy nhất mà 55 năm không có sách giáo khoa. Điều đó đã ảnh hưởng một cách đáng kể đến quá trình dạy và học của thầy và trò, đồng thời đã chi phối và hạn chế sự phát triển về năng lực tự học, tự rèn luyện của học sinh. Có thể nói, cuốn sách ra đời là một cơ sở vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính chỉ đạo định hướng để cho các nhà trường, cho các thầy cô tiến hành việc hoạt động giáo dục thể chất theo đúng chương trình quy định. Nhưng đồng thời cũng là cơ sở, là tài liệu để học sinh tự học, dẫn dắt, chỉ dẫn học sinh thực hiện quá trình tự rèn luyện thân thể. Ở đây chắc quý thầy cô cũng biết việc ra đời cuốn sách giáo khoa cho đến nay vẫn còn có một số ý kiến trăn trở là có nên hay không nên có sách giáo khoa. Chúng ta khoan hẳn bàn luận về vấn đề đó, chỉ thấy rằng sự ra đời cuốn sách là đáp ứng được cái định hướng đổi mới hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực, theo hướng phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Và để cuốn sách giáo khoa có thực sự trở thành phương tiện là người bạn đồng hành của các em trong tiến trình học tập nói chung và tự học nói riêng, thì việc giáo viên và nhà trường định hướng, hướng dẫn các em sử dụng sách như thế nào cho có hiệu quả
mới là vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ hai là giáo viên và nhà trường được tự chủ trong xây dựng kế hoạch dạy học, đảm bảo cho tiến trình giáo dục thể chất được triển khai phù hợp với đặc điểm thể lực của học sinh, đặc điểm cơ sở vật chất của nhà trường và điều kiện khí hậu của vùng miền. Có thể nói đây là một đổi mới mang tính đột phá, cho phép giáo viên và nhà trường tham gia sâu, chủ động trong hoạt động tổ chức đào tạo đối với môn học giáo dục thể chất, tạo điều kiện cho nhà trường chủ động trong việc sử dụng các phương tiện, dụng cụ thiết bị, sử dụng đội ngũ và chất lượng chuyên môn của đội ngũ trong quá trình giảng dạy. Và cụ thể hơn là đó cũng là quá trình mà quý thầy cô không chỉ tham gia vào việc biên soạn kế hoạch, mà còn là một quá trình lồng ghép, tích hợp những kiến thức và kỹ năng về phương pháp, về trình độ tổ chức, về hệ thống các bài tập và phương pháp luyện tập mà quý thầy cô đã đúc rút được trong nhiều năm với công tác giáo dục thể chất trường học. Quá trình giáo dục thể chất không chỉ là quá trình mà giáo viên và nhà trường sử dụng hệ thống các bài tập vận động để phát triển, để tác động đến trình độ thể lực, đến kỹ năng vận động của học sinh, mà còn là quá trình các em được truyền thụ, được chuyển giao những kiến thức và kỹ năng về tự học, tự rèn luyện và phát triển. Thông qua đó, các em biết sử dụng hệ thống các bài tập một cách có hiệu quả, biết lựa chọn các phương tiện và nội dung để tự luyện tập, biết tổ chức và phối hợp để giải quyết nhiệm vụ luyện tập. Quá trình giáo dục thể chất chính là quá trình mà học sinh được thực hành và trải nghiệm về phương pháp, về hình thức tổ chức hoạt động với từng bài tập vận động và môn thể thao. Đó là một quá trình giúp các em gắn liền với thực tiễn hoạt động, thực hành từng loại hình bài tập vận động và vận dụng các bài tập vận động đó với những điều kiện cụ thể của nhà trường, của địa phương, của những điều kiện sẵn có mà các em có thể tiếp cận. Vấn đề tiếp theo đó là hoạt động dạy và học được thực hiện theo chủ đề, đảm bảo cho quá trình hình thành kỹ năng vận động, phát triển các tố chất thể lực của học sinh được diễn ra phù hợp với các nguyên tắc về phương pháp dục thể chất. Nhìn lại chương trình 2006, chúng ta thấy rằng hầu hết các bài học, các tiết học của môn học dục thể chất được cấu trúc từ 2, 3, thậm chí là 4 nội dung trong một tiết học. Và các nội dung đó được diễn đạt, được truyền tải tới các em trong khoảng thời gian từ 40 cho đến 45 phút. Chính vì vậy, nếu xuất phát từ cái quan điểm là sử dụng nhiều nội dung để thông qua đó tạo ra tính hưng phấn, tính tích cực của học sinh trong tiết học, thì có lẽ chương trình 2006 đã giải quyết được vấn đề đó một cách cơ bản thông qua việc cấu trúc nội dung như tôi vừa trình bày. Tuy nhiên, với một thời lượng hữu hạn và với một số lượng nội dung lớn đã chi phối, đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tổ chức dạy học, quá trình sử dụng hệ thống các phương pháp, các bài tập vận động, sử dụng các phương tiện, nội dung phù hợp với từng loại vận động. Điều đó làm cho quý thầy cô khó có thể sử dụng một hệ thống bài tập cũng như hiệu quả của quá trình tổ chức hoạt động dạy học để tác động một cách đúng hướng, tích cực, giải quyết cái nhiệm vụ hình thành kỹ năng vận động và phát triển các tố chất thể lực mang tính đặc trưng phù hợp với đặc điểm của môn thể thao, của bài tập thể thao được sử dụng trong tiết học. Chính vì vậy, việc dạy học theo chủ đề là con đường, là cách thức để phát huy vai trò, phát huy hiệu quả của khâu tổ chức, của khâu sử dụng các phương pháp và phương tiện, cũng như giúp thầy cô tác động một cách có định hướng và có hiệu quả đến tiến trình hình thành và phát triển kỹ năng vận động và trình độ thể lực học sinh. Ngoài ra, yêu cầu cần đạt cơ bản của chương trình quy định học sinh phải đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành
Có thể nói, nếu quy định này, yêu cầu này được giải quyết một cách triệt để và có hiệu quả, thì đây là một động lực của cơ chế, là một tác động hướng tới việc hình thành và phát triển nhu cầu vận động, tích cực hóa quá trình học tập của học sinh. Bởi lẽ, thông qua cái việc đánh giá thể lực trong từng giai đoạn, trong từng năm học, không chỉ giúp cho giáo viên, nhà trường và phụ huynh học sinh, mà cả bản thân học sinh nhận thấy vai trò và tác động của môn giáo dục thể chất đối với sự phát triển năng lực vận động, trình độ thể lực, hình thể cơ của các em. Thông qua đó, giúp giáo viên và nhà trường tiếp tục sử dụng các biện pháp, hệ thống các bài tập để dẫn dắt, tạo điều kiện cho các em có sự phát triển đúng hướng và hiệu quả, không chỉ về thể lực, không chỉ về sức khỏe, mà còn là sự phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như hình thể của các em. Và cũng qua đó giúp các em nhận biết được những hạn chế của bản thân mình về năng lực vận động để các em tự luyện tập, tự phát triển. Tôi xin trình bày sang vấn đề thứ hai là những điểm mới về cấu trúc sách và cấu trúc của bài học. Về cấu trúc sách, tiếp theo mạch kiến thức và kỹ năng đã được trình bày ở lớp 6, lớp 7, thì sách giáo khoa môn học giáo dục thể chất lớp 8 cũng được cấu trúc gồm 3 phần. Phần thứ nhất là kiến thức chung, phần thứ hai là vận động cơ bản, và phần thứ ba là thể thao tự chọn. Mỗi phần được cấu trúc thành một hoặc nhiều chủ đề phù hợp với quy định về nội dung của chương trình. Mỗi chủ đề trình bày một loại hình kiến thức hoặc một môn thể thao có độ lớn kiến thức và kỹ năng, được xác định phù hợp với thời lượng đã ấn định của chương trình, phù hợp với khả năng tiếp thu và năng lực vận động cũng như trình độ thể lực của số đông học sinh. Mỗi chủ đề bao gồm một số bài học được xác định tương ứng với hàm lượng nội dung và quỹ thời gian mà chủ đề cho phép. Thông qua đó, hướng tới một số cái mục đích cụ thể như sau. Thứ nhất là tạo ra tính riêng biệt, tính trọn vẹn của từng nội dung môn học trong một tiết học. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để các nhà trường chủ động lựa chọn, sắp xếp thứ tự, thực hiện nội dung chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương. Thứ ba, đảm bảo tính hệ thống, tính thống nhất về nội dung, về phương pháp trong mỗi giai đoạn dạy học, đảm bảo tính hiệu quả tác động của các bài tập dẫn dắt, các bài tập bổ trợ được lựa chọn để giải quyết các nhiệm vụ của tiết học. Và thứ tư là phát huy một cách có hiệu quả hiện tượng lưu dấu vết của quá trình rèn luyện kỹ năng vận động. Kính thưa quý thầy cô, quá trình giáo dục thể chất của chúng ta không chỉ phải tuân thủ theo những nguyên tắc rất cơ bản như nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc đảm bảo tính liên tục, thường xuyên và tăng tiến, mà còn phải đảm bảo giãn cách thời gian giữa các tiết học, để thông qua đó đảm bảo cho các em, một là hệ thống các bài tập phù hợp với năng lực vận động của học sinh, thứ hai là bài học sau phải được tiếp diễn trên cơ sở của những biến đổi thuận lợi do tiết học trước để lại. Chính vì lẽ đó, tính chủ đề, tính sắp xếp kế hoạch của nội dung của chương trình cho phép môn giáo dục thể chất tác động không chỉ có định hướng mà có hiệu quả trên nền của hiện tượng lưu dấu vết. Để làm sáng tỏ vấn đề tôi vừa trình bày, cuốn sách giáo dục thể chất lớp 8 có cấu trúc sách và phân phối thời lượng như trên bảng quý thầy cô nhìn thấy. Về phần kiến thức chung, chúng tôi tiếp tục mạch kiến thức là sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập. Và nội dung được trình bày, được thiết kế một cách ở phạm vi rộng hơn, sâu hơn, giúp các em có khả năng vận dụng các hoạt động thể thao cụ thể để luyện tập phù hợp với các chế độ dinh dưỡng cũng như những điều kiện của bản thân. Và để cho chủ đề này được thực hiện một cách có hiệu quả trong thực tiễn, chúng tôi không phân chia thành bài, không cấu trúc thành tiết, dành quyền chủ động cho quý thầy cô và nhà trường được chia cắt nội dung của chủ đề thành những đơn vị kiến thức nhỏ phù hợp với diễn biến của quá trình dạy học các môn thể thao, trên cơ sở đảm bảo mối quan hệ học đi đôi với hành, giúp học sinh vừa nhận thức tốt những nội dung kiến thức, vừa ứng dụng một cách có hiệu quả
trong thực tiễn luyện tập. Về phần vận động cơ bản, tuân thủ quy định của chương trình về cấu trúc 4 chủ đề, thì chúng tôi sắp xếp và bố trí nội dung của chủ đề 1 và chủ đề 3, đó là chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình, tiếp theo mạch kiến thức đã học ở lớp 6, lớp 7, với những yêu cầu vận động cao hơn, với những đòi hỏi về nội dung kiến thức nhiều hơn, cụ thể hóa hơn, ví dụ như phương pháp lựa chọn bài tập, xây dựng cấu trúc bài tập và thiết kế cái lượng vận động thích hợp với bản thân. Đối với chủ đề 2 là chủ đề nhảy cao từ bước qua, thì chúng tôi tiếp tục theo mạch của lớp 6 là kỹ thuật ném bóng, lớp 7 là kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, thì lớp 8 là kỹ thuật nhảy cao từ bước qua. Và chủ đề 4 là bài tập thể dục, thì các em được tiếp cận và luyện tập với chủ đề bài tập thể dục nhịp điệu. Tất cả các chủ đề đó được phân chia thành từ 3 cho đến 4 bài với số tiết phù hợp với quy định và tỷ lệ cho phép mà chương trình đã quy định. Đối với chủ đề môn thể thao tự chọn, chúng tôi tiếp tục phát triển mạch kiến thức và môn đã biên soạn và giới thiệu ở sách lớp 6, lớp 7, đó là 3 môn cầu lông, bóng đá và bóng rổ. Trong đó giới thiệu thêm bổ sung một số kỹ thuật mới, cách thức thực hiện các kỹ thuật đó, cũng như đưa vào một số hình thái chiến thuật giúp các em có thể vận dụng một cách có hiệu quả các bài tập vận động, các kỹ thuật thể thao, cũng như một số hình thái chiến thuật đơn giản giúp các em có thể luyện tập một cách có hiệu quả và vận dụng trong điều kiện vui chơi giải trí hoặc tham gia thi đấu trong và ngoài nhà trường. Thứ hai là về cấu trúc của bài học. Mỗi bài được cấu trúc gồm một số tiết học. Mỗi bài chỉ bao gồm các nội dung thuộc một chủ đề, không cụ thể hóa nội dung đến từng tiết học, không chi tiết hóa thời lượng cho từng hoạt động của tiết học. Điều đó hướng tới cái mục tiêu là tạo điều kiện để quý thầy cô và nhà trường được tham gia sâu, cụ thể và hiệu quả vào quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất của nhà trường, đảm bảo cho quý thầy cô có thể lựa chọn, sắp xếp thứ tự, trình tự thực hiện chương trình nói chung, từng chủ đề nói riêng, phù hợp với cái điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, năng lực và điều kiện của đội ngũ giáo viên về trình độ thể lực, khả năng tiếp thu của học sinh. Thông qua đó, đảm bảo cho các tiết học không chỉ có tác động hiệu quả đến sự phát triển thể chất của các em, mà còn đảm bảo cho quá trình giáo dục thể chất được thực hiện với số tiết học đạt tỷ lệ cao nhất. Nội dung của mỗi bài được tổ chức và thực hiện thông qua 4 hoạt động theo đúng quy định và hướng dẫn của thông tư 33 của chương trình giáo dục, bao gồm hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Có thể nói, tất cả những hoạt động, diễn biến các hoạt động và trình tự các hoạt động nêu trên, đối với giáo viên môn giáo dục thể chất, có thể nói rằng không có gì lạ lẫm, bởi vì thực tiễn nhiều năm vừa qua, chúng ta cũng đã tiến hành triển khai chương trình và môn học giáo dục thể chất theo đúng những trình tự nêu trên. Có chăng chỉ là sự phân chia nội dung, yêu cầu và mục tiêu cụ thể nó có thể khác nhau một chút. Nhưng đó cũng là con đường, là cách thức giới thiệu cho học sinh trình tự luyện tập, trình tự thực hiện một bài tập vận động, đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính hiệu quả cao, giúp các em hoàn thành nhiệm vụ vận động một cách an toàn và phù hợp với năng lực của bản thân. Và để tăng hiệu quả của quá trình luyện tập, thì trong đó mỗi một nội dung luyện tập được bố trí gồm các loại hình như luyện tập cá nhân, luyện tập cặp đôi, luyện tập theo nhóm hoặc luyện tập cả lớp, phù hợp với đặc điểm, phù hợp với diễn biến của quá trình dạy và học đối với từng bài tập vận động hoặc môn thể thao. Và để cho các nội dung luyện tập này đạt hiệu quả cao hơn, thì trong mỗi một cái loại hình luyện tập, chúng tôi xác định rõ nội dung luyện tập, hình thái tổ chức và phương pháp luyện tập, những sản phẩm cần đạt của cái hoạt động luyện tập đó. Và cụ thể hơn, chúng tôi
giới thiệu một cách khái quát đại cương về lưng vận động của loại hình đó. Ví dụ, quy định về số lần thực hiện, tốc độ thực hiện, quãng đường thực hiện, số lần lặp lại, mức độ gắng sức, vân vân. Để thông qua đó giúp các em có thể có định hướng ban đầu về luyện tập. Còn trong thực tiễn giáo dục thể chất nói chung và tiến hành những bài tập cụ thể nói riêng luôn đòi hỏi cái vai trò trách nhiệm của người giáo viên trong việc thiết kế lựa chọn lượng vận động phù hợp với từng em, sao cho những lượng vận động đó không chỉ có tác động tích cực đến cái quá trình phát triển thể lực mà còn hạn chế một cách có hiệu quả những diễn biến không tốt, ví dụ như chấn thương hoặc là luyện tập quá sức đối với các em. Tôi xin trình bày sang vấn đề thứ ba là những điểm nổi bật về nội dung của sách. Quá trình biên soạn và lựa chọn nội dung, tập thể tác giả đã tuân thủ những yêu cầu sau đây. Thứ nhất là xác định cái mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền. Đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động hình thành kiến thức, rèn luyện kỹ năng với vận dụng những kiến thức và kỹ năng đó vào thực tiễn cuộc sống. Nội dung các bài tập vận động được lựa chọn đảm bảo dễ sử dụng, phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên, tự học của học sinh và phối hợp của phụ huynh học sinh. Nội dung của sách, nội dung của các bài tập và kỹ thuật vận động được thiết kế và trình bày có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền. Như quý thầy cô thông qua thực tiễn giáo dục thể chất đã thấy, mỗi một vùng miền luôn có những phong trào thể thao, có những môn thể thao mang tính truyền thống, hoặc là những trò chơi dân gian, hoặc là những trò chơi có tính chất truyền thống của địa phương. Việc lồng ghép và tích hợp các môn thể thao, các trò chơi đó vào thực tiễn giáo dục thể chất là một điều cực kỳ quan trọng và cần thiết. Bởi thông qua đó, không chỉ tạo điều kiện để quý thầy cô có thể tích hợp một cách thuận lợi những nội dung giáo dục của địa phương, mà còn giúp các thầy cô tăng hệ thống các bài tập, dẫn dắt các bài tập bổ trợ. Để thông qua đó, tác động một cách có hiệu quả đến quá trình rèn luyện, kích thích tính tự giác tích cực, tính hưng phấn của các em, mức độ hưng phấn của các em trong từng tiết học, gắn bó giữa giáo dục thể chất nhà trường với giáo dục thể chất của xã hội và địa phương, tạo ra sự lan tỏa của giáo dục thể chất trường học đối với từng địa phương và vùng miền. Ngoài ra, trong quá trình lựa chọn và thiết kế nội dung, chúng tôi luôn chú trọng đến sự phát triển cái năng lực phương vận động cho học sinh. Thông qua đó nhằm tác động để tăng cường và mở rộng vốn kỹ năng vận động, hình thành khả năng tiếp thu nhanh các bài tập vận động mới. Đối với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi và các em đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện những kỹ năng vận động cơ bản của cuộc sống, ví dụ như đi, chạy, nhảy, cầm nén, vân vân. Tất cả những hoạt động đó luôn đòi hỏi và quyết định cái mức độ tiếp thu trên cơ sở vốn vận động, năng lực vận động đã có ở các em. Vì vậy mà thông qua hệ thống giáo dục thể chất cung cấp cho các em một cái nguồn lực về vốn kinh nghiệm vận động là cơ sở để các em tiếp tục tiếp thu bài học mới, những kỹ năng vận động mới của cuộc sống một cách có hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Phạm vi loại hình các bài tập được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo các yếu tố sau. Thứ nhất là phù hợp với khả năng tiếp thu và trình độ thể lực học sinh, gần gũi với hoạt động vận động của lứa tuổi, học sinh có thể sử dụng để vui chơi và luyện tập hàng ngày. Ngoài ra, những bài tập vận động đó có tác dụng phát triển nhu cầu và sự nỗ lực trong học tập cũng như trong rèn luyện của học sinh. Kính thưa quý thầy cô, tôi xin phép được giới thiệu phần cuối cùng, đó là tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất lớp 8. Ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong quá trình đồng hành với quý thầy cô để tiến hành đổi mới cái chương trình giáo dục năm 2018 một cách có hiệu quả.
thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động biên soạn và giới thiệu một số tài liệu hỗ trợ cho quá trình tổ chức hoạt động dạy và học môn giáo dục thể chất như sau. Thứ nhất là sách giáo viên phục vụ hoạt động dạy và học môn giáo dục thể chất lớp 8. Thứ hai là tài liệu tập huấn giáo viên môn giáo dục thể chất lớp 8. Thứ ba là nền tảng hành trang số phục vụ giáo viên truy cập phiên bản số hóa của sách giáo khoa mới và học liệu điện tử trên cơ sở bám sát chương trình và nội dung của sách giáo khoa. Cái thứ ba, thứ tư đó là nền tảng tập huấn trực tuyến hỗ trợ giáo viên tiếp cận tài liệu tập huấn và bổ trợ cũng như hướng dẫn công tác giảng dạy của giáo viên. Về sách giáo viên, tôi xin được làm sáng tỏ một số vấn đề như sau. Sách được cấu trúc và trình bày theo hướng tổ chức các hoạt động dạy học nhằm tác động và hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn kế hoạch dạy học cũng như chủ đề và biên soạn giáo án. Trực tiếp hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức và tiến hành các hoạt động của một tiết học. Trực tiếp hỗ trợ giáo viên trong việc xác định các hoạt động của thầy, của trò và thực hiện đầy đủ các bước cơ bản của một tiết học. Năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn, đã có thông tư hướng dẫn và quy định về biên soạn kế hoạch dạy học, biên soạn giáo án. Và ý thức được những cái đổi mới đó thì chúng tôi cấu trúc và biên soạn sách giáo khoa hướng tới cái việc giúp thầy cô chuyển hóa thành các giáo án phù hợp với tiến trình dạy học, phù hợp với cấu trúc của từng chủ đề. Mỗi một hoạt động chúng tôi bố trí gồm hai nội dung, một là hoạt động của thầy, hai là hoạt động của trò. Cả hai cái hoạt động đó phải phản ánh lên bốn cái tiêu chí cơ bản mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Một là mục đích của hoạt động, hai là nội dung cơ bản của hoạt động, ba là phương thức tổ chức và tiến hành hoạt động, và bốn là sản phẩm cần đạt của hoạt động đó. Ngoài ra, trong các hoạt động, chúng tôi còn bố trí thêm hoạt động thứ năm, đó là hoạt động thả lỏng và hồi phục, là một cái hoạt động mang tính đặc trưng của môn học giáo dục thể chất. Trong sách giáo khoa, chúng tôi chỉ trình bày trong phần vận dụng, trong cái hoạt động vận dụng, chúng tôi chỉ trình bày có hai cái nội dung chủ yếu, đó là định hướng một số cách luyện tập cho học sinh và đặt cho học sinh một số câu hỏi để tự học, tự nghiên cứu. Nhưng trong sách giáo viên, phần vận dụng, chúng tôi chi tiết hóa cái nội dung vận dụng. Và như quý thầy cô biết rằng, khi hoạt động vận dụng trong hoạt động thể thao, phần lớn nó nằm ở phần luyện tập. Có nghĩa là để giải quyết nhiệm vụ luyện tập, thì ngoài cái việc luyện tập kỹ thuật cơ bản, sau đó thì việc sử dụng các bài tập đó trong các điều kiện khác nhau về tốc độ, về phương hướng, về mức độ dùng sức, về cự ly và khoảng cách. Đó chính là một quá trình vận dụng để giải quyết một cách có hiệu quả quá trình hình thành và phát triển kỹ năng. Thì chúng tôi trình bày cụ thể ở trong sách giáo viên để quý thầy cô tiếp cận. Kính thưa quý thầy cô, sách giáo khoa môn học giáo dục thể chất lớp 8 đã kế thừa được hoạt động giáo dục thể chất hiện hành, đảm bảo cho quá trình đổi mới nội dung và phương pháp cũng như hình thức tổ chức học được triển khai thuận lợi và có hiệu quả. Nội dung của sách, cấu trúc của sách đã dành nhiều chủ động cho giáo viên và nhà trường trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện môn học, tiết học phù hợp với điều kiện của nhà trường, điều kiện của địa phương. Kênh hình, kênh chữ được trình bày phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, giúp học sinh có thể tự học, tự vận dụng. Nội dung các bài tập vận động đảm bảo tính đa dạng, học sinh có thể sử dụng để vui chơi và có tác dụng để phát triển cái nhu cầu khám phá cũng như chinh phục cái giới hạn của bản thân. Kính thưa quý thầy cô, cuốn sách giáo khoa môn học giáo dục thể chất lớp 8 với các giá trị chuẩn mực khoa học hiện đại, hy vọng sẽ được quý thầy cô đón nhận một cách nhiệt thành và cũng mong muốn rằng có tác dụng hỗ trợ hiệu quả cho quý thầy cô trong quá trình dạy học. Xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe lời giới thiệu của tập thể tác giả chúng tôi. Một lần nữa xin gửi tới quý thầy cô lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Xin cảm ơn quý thầy cô.